nha, đầu năm đi uống cà phê cô chủ quán nhờ, tại vì cô chủ quán là đẹp quá cho nên mình phải làm. Bây giờ mình coi nè, chắc mặt là nó không chạy đúng không em? Mình sẽ thử bóng đèn nè ha. Này nè, có tải này đúng không, nó đỏ lửa nè, nó đỏ này nè, thì mình sẽ biết là mất nguồn đúng chưa. Bắt đầu mình đi qua đây, mình thử, mình kiểm tra dây như thế này trước đúng không, mình thử ok rồi mình thử dưới này á là đỏ lửa nè đúng không, ở đây không đỏ nghĩa là không mất ở đây đúng không, đúng chưa. Như vậy là mất từ đoạn này thì mình xử lý cái này, nhưng mà mình đã đi qua tới đây nè. Đây nó đỏ lửa hai đầu nè. Như vậy thì mình đã xác định được là cái đoạn dây dưới này nó tập ngay mùi khét luôn. Tại không kẹt. Dạ. Như vậy thì bây giờ mình muốn xử lý nó làm sao? Thì mình lấy một cái đoạn dây này nè, mình chia sẻ là bình thường chỉ cần bốn cái điện thôi. Thì như vậy thì mình chỉ thử ra cái này đủ bát nó vô nó chạy. Các bạn nhìn cái quạt chạy ra đúng chưa kẹt? Dạ. Đúng rồi, cái quạt bên kia chạy luôn đúng không? Rồi chạy bây rồi. Giờ ở đây á là nó lỏng ra thì các bạn thấy là nếu mà nấu không chặt nó nảy lửa thì các bạn thấy rất là nguy hiểm. Cho nên cái mối nấu của mình sẽ chặt. Rồi ok, xin chào các bạn, đây là cái kinh nghiệm để mình đi sửa chữa dành cho những người không chuyên nha. Còn các anh thì là... không có nói. Ok, xin chào các bạn.